Alo, dạ em xin mến chào Đại Đình thân thương của em nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và Ngọc mến chúc Đại Đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Thì ngày hôm nay nếu mà bạn nào thấy cái clip của Ngọc á, nói chuyện dễ thương á, thì xin mọi người like video, đăng ký kênh ủng hộ dùm cho em nha, để em có thêm nguồn động lực để làm những clip mới nha. Thì ngày hôm nay em có một cái câu chuyện khá là vui để gửi đến cho Đại Gia Đình của mình. Đó, thì cái tiêu đề khá là thú vị: chàng trai lực lưỡng nhét 5 cent vô lỗ nhỏ, từ từ mở ra rồi chàng đưa hàng vô, cái kết cực thốn luôn. Thì không biết là cái câu chuyện này tại sao lại có cái tiêu đề thú vị đến như vậy, mà Tiếu Lâm ở chỗ nào? Thì mời các bạn cùng nghe cái câu chuyện của Ngọc nha. Thì có một cái anh chàng sinh viên này. Anh này thì chạc tuổi chừng 20 mấy tuổi thôi. Đó, thì ảnh là một người con trai mới lớn mà ở Việt Nam, cho nên là ba má của ảnh đặt kỳ vọng vô ảnh rất là nhiều, cho nên là gia đình ta nói bỏ ra rất là nhiều tiền của để cho ảnh đi qua bên nước ngoài để du học. Trời đất ơi, du học mà đâu phải ít tiền đâu, chỉ có những người mà xuất thân từ gia đình giàu có mới có thể đi du học được. Thì cái anh chàng này á, ảnh là gia đình khá giả, cho nên là tôi nói cái gì anh cũng có trên đời này, anh cái gì anh cũng đã biết rồi, cả đã thưởng thức hết rồi. Và bây giờ qua nước ngoài nhiều khi nó cũng thiếu thốn về cái điều kiện về vật chất, cho nên là anh đi qua nước ngoài thì ta nói tiền thì anh không có thiếu, nhưng mà nhiều khi là anh thiếu đi cái tình đó, có thể nói rằng cái tình cảm gia đình anh không có đó nhiều đó. Anh bị xa gia đình đó, anh nhớ nhà, cho nên là anh nhớ quê hương đó. Cho nên là khi mà anh đặt chân tới đất nước Thụy Sĩ á, Thụy Thụy Sĩ á ta, Thụy Sĩ đó là một Thụy Điển, cho Thụy Sĩ nha, Thụy Điển, để anh đi du học. Thì khi đó đó là ảnh có chơi thân với lại nhiều cái anh bạn Tây đó. Thì mấy cái anh chàng Tây này nè thì cũng khá là con trai mới lớn không à, thành thử ra là cũng hay nói chuyện với nhau, tâm sự nhỏ to chuyện này chuyện kia. Thì cái anh chàng này ảnh mới nói chuyện với anh mấy anh Tây này, nói trời ơi, tao qua đi du học mấy tháng trời rồi mà tao nói nhiều khi cũng thèm rồi, nhớ nhiều thứ, nhiều cái muốn kêu bằng là muốn 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 điên cái đầu luôn nghe đó. Bây giờ á, tụi bay á là tao nghĩ là tụi bay là những cái người mà bản xứ ở đây đó. Thì mấy cái thằng bạn Tây này nè thì nó sanh đẻ ở bên Thụy Điển mà, thành thử ra là nó biết hết đường đi nước bước, chỗ nào có những nơi tụ điểm vui chơi giải trí là nó biết hết. Thì cái anh chàng sinh viên này Việt Nam này nè, anh mới hỏi chứ thôi bây giờ á, tụi bay cho tụi bay có biết là có chỗ nào á là vui chơi giải trí hay gì không, chỉ cho tao với để tao giải tỏa đi những cái căng thẳng. Trời ơi, mọi người nghĩ đi, đàn ông con trai mà đi du học 6 tháng trời mà không có một người bạn gái ở bên cạnh, không có một cái người bạn bè gì hết trơn trọi, nhiều khi là cũng nhiều khi có những cái bức xúc mà nó muốn lên tới não luôn vậy đó. Cho nên là chịu đời xấu thấu, thành thử ra cái anh này anh mới hỏi cái những cái thằng bạn á, nói tụi bay biết chỗ nào mà giải trí giải tỏa căng thẳng vui chơi gì không, tụi bay chỉ cho tao những cái tụ điểm mới đi đó. Thì bao nhiêu tiền tao cũng không có sao hết đó, tao là đại thiếu gia mà, đại gia Việt Nam mà đâu ngán gì tiền đâu. Thì mấy thằng bạn nó mới nói trời, ở tụi tao nó thì cái là đất nước của tao, tụi tao văn minh lắm, cho nên là bây giờ là họ sử dụng robot là đa số. Mày có thể là đến những cái nơi công cộng ở ngay chỗ đó đó đó, nó chỉ tụ điểm ngay chỗ đó, địa chỉ ngay chỗ đó đó, thì nó có để những cái máy công cộng vậy đó. Đó, thì cái máy thay vì cái máy bán nước, nhưng cái này không phải bán nước mà mày chỉ cần là nó có hai hai bên là hai cái lỗ, một bên là 10 sen, bên là 5 sen, thì mày đưa hàng vô thì bắt đầu là nó sẽ xử lý hết từ A đến Z luôn, mày yên tâm. Đó là tụi tao sử dụng bằng máy không à, chứ không phải sử dụng bằng người. Thì bắt đầu là cái anh chàng sinh viên này thấy có lý quá ta, trời trời trời, sao đất nước thì sao nó hiện đại vậy, văn minh vậy, trong khi đó Việt Nam của mình thì mấy cái máy móc nó chưa có phát triển đến độ vậy đâu. Coi bộ cảm ơn tụi bay nha, tụi bay chỉ tao cái này là coi như kỳ này là tao không biết, tao mang ơn tụi bay tính suốt đời luôn ấy. Trời đất ơi, thế là bắt đầu anh này anh tức tốc anh lên đường liền, chiều tới là anh bắt đầu anh chuẩn bị liền đó. Thì anh đeo ba lô lên rồi anh bận đồ sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu anh mới nghe lời thằng bạn nó chỉ, nghe cái địa chỉ đó anh mới đi ra cái máy bán, cái máy mà đặc biệt cái đó để mà anh giải tỏa đó. Thì bắt đầu anh mới ra ngoài đó thì anh thấy á, là cái máy này đúng, lại thằng này nó chỉ mình đúng rồi, tới chỗ rồi, đúng là cái máy. Trời ơi, cái máy này hay quá ta, thấy nó cũng bình thường mà sao nó hay dữ ta. Đầu đầu mình thử mình tìm cách đâu mình hoạt động sao đây. Thì bắt đầu ảnh mới nhìn thấy
Đó, cái máy này nó ngộ lắm nha. Nó có hai cái lỗ. Một bên là cái lỗ bự thì để 10 cm, cái lỗ nhỏ thì để 5 cm. Thì cái anh này ảnh giận như ảnh cũng không biết sử dụng sao, thì ảnh nghĩ rằng không, bản tính của anh thì cũng hà tiện á, anh mới nói trời, một bên 10 cm là cái mình chắc có lẽ là cái này là hàng hàng to, hàng hàng lớn nè, là mấy cái thằng đó đó nó mới để vô, còn mình á thì mình Việt Nam mà, trời đất ơi, khoai lo không khoai to không lo chết đói, mà Việt Nam mình thì nhỏ, nhưng mà có cái là có vỏ thì mình cứ để vô 5 cm thì chắc vừa rồi ha, thì mới thấy nó thoải mái. Thì bắt đầu là cái anh này nó mới lấy cái của ảnh ra, ảnh đưa hàng của ảnh vô từ từ đó, thì ảnh đưa vô lỗ từ từ, đưa hàng vô thì bắt đầu là không biết làm sao, trời đồ coi 5 phút sau ảnh la ui da đau quá, ảnh mới la quá trời luôn. Cái bắt đầu ảnh vịn cái của ảnh xong ảnh chạy thẳng lên cái địa chỉ mà nơi mà sản xuất cái máy này nè, lên trên nó để anh bán vốn. Trời đồ coi ảnh lên anh gặp cái thằng giám đốc ở đó đó, anh nói bây giờ cho tôi yêu cầu cho tôi gặp cái anh giám đốc ngay lập tức đi. Trời ơi tôi đau quá rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Cái anh giám đốc ảnh mới đi ra, anh chàng người Tây đó, người Thụy Điển mới đi ra, anh hỏi anh, chào anh, có chuyện gì mà anh đến đây anh tìm chúng tôi, có chuyện gì, anh có muốn chúng tôi giúp anh chuyện gì? Thì á, anh sinh viên này anh mới tức quá tức, anh mới vịn cái của ảnh, anh vừa đau anh vừa nói, trời ơi tôi nói là tôi sẽ kiện các anh ra tòa, các anh biết là các anh làm như vậy là chết người hay không đó. Thì cái anh chàng giám đốc này người Thụy Điển này mới giật mình, nói trời trời chết là chết làm sao, trong khi đó là anh bị cái gì anh phải nói rõ ràng chứ, anh nói ấp ấp mở mở thì sao tụi tôi hiểu. Trời đất ơi, các anh không thấy hay sao mà các anh còn hỏi nữa, các anh sinh viên này anh vừa đau đớn anh vừa vịn cái của anh mà anh vừa la, anh vừa rên anh vừa la, trời ơi tôi xém chết luôn hơn là tôi lấy ra được. Trời đất ơi, các anh nghĩ sao mà các anh chế biến một cái máy tự động để đưa hàng vô rồi lấy ra hàng ra để mà giải tỏa những cái căng thẳng trong con người. Trời đất ơi, các anh làm cái máy vậy là các anh sẽ hại người ta đó, các anh biết không? Trời đất ơi, tôi đưa cái của tôi vô rồi tự nhiên hả, nó chuốt cái của tôi như cái đầu ngọn bút kỳ ấy. Trời ơi, giống như cái đầu giống kỳ vậy nè. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, kỳ này chắc tôi chết quá. Thì bắt đầu cái anh bị điện, anh cười quá trời. Trời ơi, tại anh chứ tại ai, đâu phải tại chúng tôi đâu. Trời ơi, các anh làm ăn như vậy chết rồi, kỳ này tôi chết chắc rồi, cả tôi sẽ kiện các anh sẽ đền bù tôi, trời ơi, chắc chết quá. Các anh giải thích đi tại sao? Thì cái anh Thụy Điển anh mới nói, trời ơi, cái đó là do anh mà thôi. Tại vì anh không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Cái máy đó tôi ghi rõ ràng ha, là kêu bằng là 10 cm là đưa cái của anh vô trong đó, đó để mà ta để người ta giải quyết. Nhưng tới khi anh đưa cái năm cent vô thì cái đó là cái đồ chút bút chì. Ông nội ơi, cái đó là cái đồ chút bút chì, anh đưa cái của anh vô thì nó chuốt giống như cái đồ bút chì là đúng rồi, nó chuốt cái của anh thành cái bút chì luôn đúng rồi, còn mấy kiến gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà Ngọc nghĩ rằng nó khá là vui vẻ và nó thiếu lâm. Thì Ngọc hy vọng là các bạn sẽ có những giây phút thú vị khi mà nghe những cái clip kể chuyện của Ngọc. Ngọc mến chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.